ai tranh của bà? Mà ai chứng kiến? Đúng rồi anh trai ơi. Xếp hàng đi. Mà ai chứng kiến là bà đứng trước? Nhìn gì đấy? Dạ không, cháu có nhìn gì đâu ạ? Nào. Đề nghị mọi người trật tự nhá, đề nghị mọi người trật tự. Vào trung tâm ấy là phải trật tự chứ đấy. Xếp hàng xếp lối đàng hoàng nhá. Ai đến trước vào trước, ai đến sau vào sau. Cấm chen lấn xô đẩy. Mà tôi nói rồi, để đề phòng cháy nổ. Tôi đề nghị chàng trai tắt thuốc lá cho họ cái ạ. Bỏ thuốc đi. Vâng, cảm ơn chàng trai. Mà này tao nói cho mày biết nhá. Mày vênh mặt cái gì? Mày bỏ cái mũ ra. Mày bỏ cái mũ ra. Lần sau nhá, đến đây nhá là cất nghiêu ở nhà nhá. Mày cứ làm như một mình mày đây có nghiêu ấy. Dậy. Lùi ra lại đi. Thôi chú ơi, chú xem hộ cháu phát, cháu đang vội quá. Thế bây giờ cháu muốn chú phát vào mặt cháu hay là phát vào mông? Người ta đã bảo rồi, cứ từ từ thì khoai nó sẽ nhừ nhá. Nó có phải có lộ trình của nó chứ nhỉ? Thế bây giờ này cho chú hỏi đây. Dạ. Thế cái xe này của cháu là nó bị làm sao? Xe cháu á, lúc ấy cháu đang đi, tự nhiên không nổ được máy nữa chú ạ. Tức là đang đi chết máy? Vâng ạ. Đúng không? Thế cái xe này hôm qua cháu có cho ai mượn không? Hôm qua cháu... À, cháu có, cháu cho thằng người yêu cháu mượn chú ạ. Cho người yêu mượn đúng không? Vâng ạ. Thế thằng người yêu nó làm người gì? Mượn với mục đích gì? Đi đâu? Người yêu cháu mượn để đi dạy thêm ạ. Dạy thêm á? Vâng. Thế chú khẳng định luôn nhá, là cháu yêu phải cái thằng vô công rồi nghề nhá. Hôm qua là nó không đi dạy thêm gì cả, hôm qua là nó đi nhậu với bạn nó đến gần sáng mới về đúng không? Ôi, sao chú tài thế? Cái gì chú cũng biết. Hôm qua nhá, nó đi đến 2 giờ sáng mới về chú ạ. Đấy, tao biết ngay mà. Thế bây giờ này, tao chuẩn đoán luôn là cái xe của cháu ấy là đang đi chết máy là do hết xăng nhá. Hết xăng ấy ạ? Ừ. Ơi, xe của cháu được rồi đấy. Vâng, của cháu hết bao tiền hả chú? Bây giờ này nhá, cái tiền thăm khám thì thôi, cháu xin gái thì chú miễn phí. Thế còn chú thu 100k tiền xăng nhá. 100.000 ạ chú? Ừ. Dạ vâng ạ, cháu gửi ạ. Chú cảm ơn. Cái xe này của ai đấy? Dạ, xe của em đấy bác ạ. Xe nhà chị hả? Vâng. Thế cái xe nhà chị nó bị làm sao? Xe của em nó cứ... Gào là gào. Thôi, chị gào ít thôi. Thế nó gào ở đâu? Nó gào ở đây này. Gào ở đây gì? Vâng, đúng chỗ đấy đấy. À, đúng chỗ này phải hả? Vâng. Thế bây giờ này nhá, cho tôi hỏi này. Nhà chị có thằng con trai nó vừa về phép đúng không? Dạ vâng. Cháu nó đi lính nghĩa vụ, suốt ngày nó ra thao trường cứ bắn tăng 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 tăng. Thôi, tôi biết con nhà chị biết bắn súng rồi. Thế nhà chị là chiều cái thằng này lắm ấy nhá. Lần trước nó đã đi cái xe này một lần, nó bị ngã đúng không? Đúng rồi bác ạ. Hôm đấy là tất điên, nó vào nó lấy xe, nó chở cái con người yêu đi. Rồi chả biết hai đứa đi đánh võng đánh nhất như thế nào ấy, ngã lăn ra mỗi đứa gãy một cái răng đấy bác ạ. Thế là cái năm đấy, cái năm vừa rồi, tức là nhà chị mất ăn Tết đúng không? Vâng, nhà em ăn Tết ở trong viện. Làm sao? Hả? Này, tôi biết cái bộ mặt thật của anh rồi nhá. Tại sao hôm qua anh đi uống rượu mà anh lại nói dối tôi hả? Thôi, từ giờ tốt nhất là đừng bao giờ anh gọi điện cho tôi nữa. Cút khỏi cuộc đời tôi ngay, nghe chưa? Nhá. Này, nói bé bé cái mồm thôi. Bác này bác vừa phổ biến ý. Vào đây ý, là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Lịch sự một tí chứ đi. Vâng ạ. Chú ơi, cháu xin lỗi chú. Mà chú nói đúng thật đấy. Cái thằng chó kia kìa, nó vừa mới gọi điện cho cháu, nó lại vay tiền đấy. Mà cháu nói thẳng với nó luôn nhá, là riêng cái mặt mày nhá, bà mày không bao giờ cho một vay một xu một cắc nào nữa nhá. Ôi cái con này mày buồn cười thật thế. Cái con này sao tao vay mày đồng nào mày cứ xỉa sói mặt tao thế hả? Cháu xin lỗi chú. Mà tao đã nói với cháu rồi, xinh xắn thế này thì phải chọn cái thằng nào nó túi nó nhiều tiền mới yêu.
Mày cứ yêu cái đứa rộng tuyết mà mày còn kêu cái gì? Thế chú có ai giới thiệu cho cháu đi? Chú mà đến này chứ còn phải giới thiệu ai nữa. Chú á? Chú mà yêu cháu, cháu yêu luôn ý. Thôi cháu đi đây. Này, cái con bé bây giờ nó nói thật thì nó đùa ấy nhỉ? Nó nói đùa chứ làm sao mà nói thật được. Bố nhà nó lại làm như mình từng bỏ. Thôi được rồi, thế chị vào đây. Ê. Này, thế không phải cho tôi hỏi thăm thế. Chú biết xem bói thì xem máy đấy à? Thì chị nói là tôi biết xem bói bằng xem máy thì nó cũng đúng thôi. Thế cho nên là như này, bây giờ tôi phán cái xe của chị luôn nhá. Cái xe của chị là hiện nay nó đang bị tan cái nhông trước nhá, cho nên là nó hỏng nhông trước, cho nên là nó có cái hiện tượng ga là gào, ga là gào, ga là gào, ga là gào. Chị hiểu chưa? Nhá, thì bây giờ này, chị muốn thay nhông xịn ấy thì xin mời chị đến cửa hàng sửa chữa xe máy HC Moto ở chỗ đường Cầu Diễn ấy nhá. Chị thay nhông xịn thì chị đến nó thay cho chị, còn muốn thay nhông đều nhông tàu thì ở đây tôi thay luôn nhá. Không, em ý là cứ phải thích xịn. Hịn gì? Vâng. Thì hịn thì mời đến Cầu Diễn nhá. Thế cái tiền thăm khám của chị thôi tôi tính chị 100k. Ơ này bác ơi, thế cái con bé kia nó vừa thăm khám nó có phải mất tiền đâu. Cái nhà chị buồn cười thật, chị già này đi tị với đứa trẻ con. Cháu nó xinh xắn như thế thì tôi chả cho nó thêm tiền thì thôi, lấy tiền nó làm gì. Em hiểu rồi, mai em bảo con bé nhà em cũng mang xe đến bác khám nhá. Thinh không? Nó xinh lắm. Thinh thì bảo nó đến đây. Khám xe miễn phí hả bác? Quan điểm của cái trung tâm phục hồi nhân phẩm của tôi cứ xinh là tôi miễn phí. Vợ tôi, mẹ tôi, xin cho tôi trên đất xuân hoa, được ăn no và tắm mát vì trân trâu. Thắng ơi, Thắng ơi! Đứa nào gọi tôi ông ấy? Anh Trang Cám đây. À, bác Cám à, bác vô đây, em cứ tưởng trong chú hết hồn luôn rồi. Bác vô đây, em đang chờ tay chú. Chú à, cho anh hỏi chút, ngày xưa chú có phải luật sư không nhỉ? Bác hỏi buồn cười thì bây giờ em vẫn đang là luật sư đi. Chẳng qua cái thời gian này là cơ quan em nó đang tái cơ cấu, thì em tranh thủ em xin nghỉ ở nhà để em giúp vợ em hắn đi phấn đấu lên chức trưởng phòng tài chính. Cho anh hỏi khoản 6 điều 1 luật gia đình, khi hai vợ chồng đánh cãi chửi nhau để tránh đụng độ chân tay thì bên nào đầu hàng trước? Theo cái điều ước của Liên Hợp Quốc ấy, thì khi xảy ra nội chiến gia đình thì mình phải đi báo cáo ngay cho tổ trưởng dân phố và hội phụ nữ để can thiệp kịp thời. Báo mãi rồi càng báo càng khổ. Thì em đang nói là cái luật quốc tế, chứ còn ở ta mà nói thẳng ra là cái khu tập thể này ấy, nó cũng có cái luật riêng. Bác mà đi báo cáo người khác là bác phạm luật đấy. Anh đang phạm luật gì nhỉ? Theo cái điều 4 chương 7 ở cái luật hôn nhân hộ cá thể thì bác phạm vào cái tội là vạch áo cho người xem lưng. Cái tội này sẽ bị xử phạt giữa bác quét nhà từ 6 đến 10 năm trung thân hoặc cả đời luôn. Thảo nào, thế cho anh hỏi khi có bạo lực xảy ra thì bên nào có quyền đình chiến trước? Trong cái trường hợp này thì không có đình chiến mà nhảy vào chiến luôn. Mà những cái đối tượng tấn công thường là phụ nữ, con gái, đàn bà. Nói thẳng ra đó là vợ mình. Vợ chồng nó phải có cái luật của nó, đó là luật nhà, bác hiểu không? Đây này, chú xem hôm vừa rồi con vợ anh nó cho anh mấy cái đũa cả vào lưng đau ấy là đâu. Ui trời, thế thì chứng tỏ là bác không hiểu gì về luật. Trong cái chiến tranh gia đình thì thường xảy ra là cái mục khẩu chiến. Khi mà khẩu chiến ấy, thì nam giới thường là bị thua thiệt. Cho nên thấy là khẩu chiến là mình cứ phải là né trước. Nhà tôi là không có cái mục khẩu chiến. Có vấn đề gì là nó đánh phủ đầu luôn. Thế thì em chúc mừng bác. Hóa ra em là người hạnh phúc hơn bác. Đây bác xem. Có mỗi cái việc mà để vợ nó ngồi mà con vợ em nó tấn công em bằng cái cách là nó bắt em gấp một đống quần áo. Mình nhặt cả một rổ nó bí ra luôn. Bây giờ thế thì nó nói cái gì cũng đúng, nó làm cái gì cũng phải chú nhỉ? Đúng rồi. Ôi trời, chết bố em rồi. Bác làm mất thì rở của em quá. Đang định đi thăm cái thằng Hoàng Béo ở viện, bây giờ không biết còn rở để đến thăm không. Ôi may quá, thôi chú cảm tạ mấy chục. Hộ anh, giúp anh vào mua cho thằng Hoàng cân đường hộp sữa. Hộ anh, thôi anh xin phép anh về trước. Được rồi. Đã, cảm ơn chú nhiều chú nhá. Vâng, em sẽ cầm em báo được cái tiền của em. Bác về nhé, chúc bác thành công nhé. Cháu ơi. Hả? Ê, kế hoạch ra viện thăm cháu Hoàng vẫn như thế hả? Ôi, không phải thăm đâu. Đằng nào hôm nay bệnh viện người ta cũng trả về rồi, tối tôi cũng lên nhà thăm luôn thế. Ôi, chết. Này,
bệnh bệnh viện trả về là coi như bó tay chịu thôi này. Không phải như thế, tức là chiều tối hôm qua là bệnh viện người ta tìm được ra bệnh rồi, cho nên là người ta cho về nhà điều trị. Cho về nhà điều trị. Thế chúng lại là cái bệnh của thằng ta thế nào? Bệnh của thằng Hoàng ấy, cuối cùng là hôm qua viện người ta tìm ra cái bệnh là bệnh sợ vợ. Bệnh sợ vợ. Tôi tưởng là thằng ta này nó sợ vợ từ ngày xưa, thế bây giờ nó mới phát bệnh. Thực ra là vợ cái thằng Hoàng ấy là cái bệnh sợ vợ nó bị di căn rồi. Ông hiểu không? Cho nên là vừa rồi là vợ nói đêm nào cũng quấy, thế thành thử ra là cô cậu đấy ngủ được, thế thành thử ra là ban ngày thì mệt quá, sinh ra sốt, đại khái là đau, gọi là chóng mặt, buồn nôn, sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân. Tôi hiểu rồi, thằng này yếu, thằng này kém, quá yếu. Thực ra là không phải là Hoàng béo nó yếu đâu, mà là con vợ nó quá khỏe, ông hiểu không? Chứ còn cái vụ mà nó ốm ấy là do tôi chỉ đạo chứ. Thế à? Nhưng mà vấn đề là nó ốm là nó không đúng quy trình. Chết là chết ở cái chỗ đấy. Nó sai quy trình ở cái chỗ nào không? Tức là như này, đáng lẽ ấy, mình chỉ được ốm một tuần ba hôm thôi, nhưng phải cố gắng khỏe lấy một hôm. Đi đằng này bố cháu lại ốm cả tuần thì bố con vợ nào nó chịu được, hiểu không? Này, tôi thấy từ ngày ra cái luật mà bình đẳng giới thành ra cánh đàn ông mình nó khổ ông nhỉ. Khổ chứ, ông luật sư tự xưng này phải biết lách luật chứ có gì mà khổ. Thì tôi cũng đã cũng ra luật rồi, nhưng mà con vợ nó lại ra một cái tuyên bố chung. Ra tuyên bố này. Nó ra tuyên bố chung là cái thằng trụ cột ở trong gia đình là chỉ được ốm không quá một ngày. Đấy, càng ốm thì lại càng phải lao động hăng say. Đến sức trâu chả chịu được. Thế thì ông cũng căng đấy. Mà này, tôi cũng phải nói thật với ông nhá. Dạo này thấy vợ ông nhuận sắc lắm. Đi nhá, mông quánh chút toanh bách. Cô ấy ngồi xe điện mà này, đi cống như đi vào ngựa. Ông mà không bồi dưỡng mà nó tử tế vào ấy. Này, thằng khác hưởng mất đấy. Con vợ tôi thì nó vẫn bồi dưỡng đầu tư tôi rất nhiều, nhưng mà khổ nỗi là nó đầu tư cho tôi một thì nó lại hưởng 10, thành ra là cũng chẳng ăn thua gì không ạ. Thế thì tôi hỏi ông nhá, thế cái chế độ ăn uống hàng ngày của ông thế nào? Chế độ ăn uống của tôi là buổi sáng thì nó bắt ăn xôi lạc, trưa nó đi làm về nó cho ăn cơm có thịt, tối thì nó cho ăn cơm canh cá, có cả cà, có cả củ kiệu, có cả củ cải. Đấy, thế đem xong việc rồi thì nó thưởng cho bát mì tôm tưng, nhưng cứ ngồi húp lùm xùm ấy đều như bất tanh. Thế mà tôi cứ phải chờ nó đi ngủ thật say tôi mới dám bỏ ăn trường. Ôi thế chết. Nếu mà bồi dưỡng thế chết. Bây giờ này ông sức khỏe ông yếu như thế mà vợ ông nó phừng phừng như thế mà thì ông bây giờ ông chơi cái bài này cho tôi. Cứ cái bài của các cụ ngày xưa nhá. Ông chơi cho tôi. Bài gì ông cứ bài cho tôi. Cứ rá ông ăn cho tôi. Cứ rá ăn rá. Thế này. Đấy tôi không nghĩ ra. Thiên hạ người ta đồn là ăn rá rất tốt thì mà tôi không tin. Thì bây giờ tôi cứ phải đầu tư cho ăn nhiều rá vào, đúng không? Đúng rồi. Để cho sáng ra rồi con vợ cứ mở mắt ra nó cười khinh khách. Tôi đảm bảo ông ăn rá nhiều vào là sáng là vợ ông cười khinh khách. Mấy giờ rồi? Đồng hồ đeo vẫn tốt chứ bảo. Ông nói đến đồng hồ tôi nhớ ra. Đến cái giờ bây giờ tôi đi tôi nấu cơm đi nhá. Thank you ông đã cho tôi cái bài rất là bổ ích. Đi đây. Anh em. Thế ông không giả tôi nốt 100k đi. 100k trả rồi. Thế giả đâu mà trả, người buồn cười thế. Chưa trả. Đây ngồi rồi nói đến tiền tôi tiền bạc nốt rồi phân mình đó. Vay là tôi trả. Đây em cầm đấy. Cảm ơn nhé. Amazon này. Tôi xin phép nợ thêm mấy hôm để đợt này tôi đầu tư cái món ra nhiều tiền quá. Nhất đấy, cảm ơn ông. Nhá. Thế mấy hôm nữa phải trả nhá. Yên tâm rồi. 100k tiền giá thì không biết là tôi ăn đến bao giờ cho nó hết. Tin thế giới: đánh bom liều chết tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, làm 400 người bị thương vong. Lệch. Tin tức ngôi sao. Lệch. Tin thể thao: đội tuyển Ý chính thức bị loại. Thằng Ý bị loại rồi à? Thằng nào loại Ý? Italia.
tỷ số bao nhiêu? Nick. Tin nóng, yêu râu xanh, hiếp dâm phụ nữ, U50 trong ngả nghỉ. Hay, hay. Phở đây. Đêm ngày 19 tháng 12, mưa gió tơi bời, không ngủ được, Cường đi ra ngoài hành lang. Không phải bác đâu. Ngó vào bên cạnh, thấy không đóng cửa, hắn tò mò chui vào để trông đồ. Nhưng thấy người phụ nữ U50 ăn mặc hớ hênh, hắn này dục vọng thấp hèn. Hắn cởi áo rồi cởi quần và mơn trớn người đàn bà. Thấy không phản ứng gì, hắn nghĩ, chà, hắn cho mình ăn lộc đây. Hắn lao vào ngấu nghiến người đàn bà kia. Trong lúc thăng hoa thì bi kịch xảy ra. Người đàn bà kia chính là người đàn ông chuyển giới. Ôi, thằng cái đen nhỉ. May câu bác đấy. Ông này vớ vẩn. May gì mà may. Từ bé đến giờ tôi đã được hiếp dâm bao giờ đâu mà may. Thì nó là thằng Cường đấy. May nó không đánh chứ đinh lên đầu chứ không đích thị là bác luôn. Tôi chả thấy cái gì cả. Ừ, cái sao chủi to đùng đen ngòm mà bác mắt bác lúc nào cũng nhìn thấy. Đâu? Đây đây đây, đây đây. Tôi chả thấy gì cả. Ui. Ui. Này, này, cái màu xanh này là hay cái màu tím nhỉ? Đúng rồi. Này, màu tím hôm qua hôm qua tím cho nó thâm. Trong màu nó mà. Đây 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 đây, đây, đây. Tôi thế này nào nào. Đây này tôi nét này. Xem này. Đây cái nét này, xem cái này nó nét này. Ui giời, xui gì to quá. Ui giời. Nè, nè, nét hơn quả già là tôi. Tôi chả thấy cái gì cả. Vẫn chả thấy cái gì cả. Chết thật. Quên mất cái kính. Chả thấy cái gì cả. Cái gì thế này? Dạ, xin thành kép đi bác ạ. Chết thật. Ai cho công làm cái trò này? Dạ. Anh Đinh Cường à? Các ông này. Vâng. Tôi yêu cầu ông giải tán ngay. Giải tán ngay. Đưa tôi xuống họp từng hộ gia đình một. Và vô vẩn. Giải tán thôi. Tôi ngất rồi. Chết ngất rồi. Giờ em làm thế nào hả bác? Ôi giời cô. Bác đau ở chỗ nào? Ôi tôi đau ở chỗ xương cụt đấy. Xương cụt à? Ừ. Bác quay để em kiểm tra xem nào. Đây, cô đừng động vào đây đau quá. Ôi đây rồi. Đây đau chỗ này. Ở đâu hả bác? Ở đây à? Ở chỗ này. Ở đây hả bác? Vâng. Đau không ạ? Đúng chỗ đấy đấy. Đừng ở nó đau quá. Xương rồi nó làm xương. Để em xoa đầu cho bác nhá. Ừ. Ôi giời. Bác chịu khó tí nhá. Em xoa một tí là khỏi ngay. Chứ mà để không nó sưng lên à. Bác nằm còn mệt. Đúng rồi. Bác ơi, bác để yên em làm việc. Không xoa mạnh cũng xoa không khỏi được. Được chưa bác ơi? Thấy đỡ chưa ạ? Buồn. Thôi, được rồi. Bác vừa bảo là bác ngất thì sao bác tỉnh nhanh thế? Ừ thì cô làm thế thì tôi phải tỉnh chứ, tôi không tỉnh thì mà chết à. Chết là chết thế nào? Đã bảo là người ta đau ở chỗ xương cụt thì có nghĩa là nó chỉ ở khúc thắt lưng thôi.
đây tay cô cứ tuồn xuống dưới đấy, đây cái khu vực căn cứ quân sự của tôi, chẳng may mà cô lại nhờ, mạnh tay phát chết tôi. Bác đang chuyện lạnh đùa chuyện thành em lo bác mà làm sao ấy, em ân hận cả đời. Ôi dồi ôi. Bác ơi. Hả? Bác khỏi hẳn chưa đấy, em kiểm tra phát nước ra đây. Ôi thôi, cô mạnh tay lắm, cô mà bóp nhầm phát là chết tôi đấy. Thôi, xoa thế để em đỡ bác nhá. Mà cô đi đứng cái kiểu gì mắt mũi ra, tôi thù lù một đống ở đây mà cô lại đâm đến cụt thì phát được vào xương cụt tôi thì tôi thấy cô đi lạ thật. Bác nói chuyện chán thế, em đi từ đằng kia ra đây, bác cứ lùi húi ở trong này em chả nhìn thấy bác cái gì cả. Bác làm cái gì mà chui trong này làm gì? Mà cái xe đạp máy điện Ngọc Hà của cô này là cái xe này nó có bị cái lỗi là nó khỏe quá đấy. Khỏe quá? Xoắn ga nhẹ nhẹ phát ra nó bốc đầu nọ là tôi thử phát ra nó bốc đầu ấy. Ôi rồi đi bốc lắm bác ạ. Ừ đi được cẩn thận đấy. Đây may hôm nay là cái tốc độ của cô nó còn có cái dốc thì nó phanh hộ tôi chứ không lần này tôi nát tan cái xương cụt này. Em sơ ý quá, em xin lỗi bác nhá. Ừ. Nhưng mà có khi là em phải xoa thêm cho bác tí nữa. Ôi, chứ không có thì bác làm sao em sợ lắm. Tôi cảm ơn thôi để tí tôi tự bóp chứ bây giờ tay cô gấp tay cô đàn bà con gái như tay cứ như tay thép ấy. Cô mà thôi được rồi thôi cô không phải ngó ngàng nhé, cô của tôi coi như cái xương phụt của tôi thế là xong. Bác khỏi thật chưa? Thôi coi như là khỏi đi. Cứ cho nó khỏi đi. Bác Trọng ơi. Dạ. Em nhờ bác tí nhá. Nhờ gì? Cái xe điện của em ấy nó đang hết sạch pin rồi. Em đi từ hôm qua đến giờ hết pin. Bác sạc của em hết bao nhiêu tiền thì em gửi bác. Em lên trên nhà tranh thủ làm mấy việc vội quá. Mà hôm qua tôi vừa sạc cho cô đầy khự mà cô đi kiểu gì đã hết rồi. Hôm qua có sạc rồi, đầy rồi. Nhưng mà em đi công việc cũng phải hơn 100 cây. Hết sạch rồi ạ. Ui thế cả. Vâng. Cái xe này mà chạy được hơn 100 cây cả. Ui rồi, hơn 100 cây đấy bác ạ. Khỏe lắm. Thế được rồi. Bác để ý hộ em cái nhá. Em đi lên trên nhà một tí việc. Được rồi, thôi được rồi. Ôi đau quá. Bác ơi. Hả? Hay là em xoa thêm tí nữa. Không. Tôi khỏi ra mà. Khỏi hắn rồi. Bác đứng thẳng người em lên xem nào. Đây đứng đây. Khỏi rồi. Em lên nhá. Cô lên đi. Bác sạc điện cho em đấy. Được rồi. Mà mình có đau đếch đâu mà nó xoa nhỉ. Ôi ra lúc ngã đau thế mà bây giờ chả thấy đau gì. Con mẹ này mát tay thật đấy. Ôi giời. Cướm thật thì cái xe đạp điện mà này có cả sạc điện thoại kìa. Em yêu có đi ăn cơm trưa với anh không? Tôi chết rồi, thằng con nhà Thắng bị cắm sừng rồi. Mình nói cấm có sai. Mông ngoánh thành tách như thế cơ mà. Ôi trời ơi, ông Thắng ơi, ông làm sao thế này, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ai cứu nhà em. Sao? Bác Hoàng ơi, bác cứu nhà em với. Giữ chặt lấy tay. Dạ. Ôi trời ơi, bác ơi, em dây khỏe lắm, em không giữ được à. Bị làm sao đây này. Làm nào bây giờ, bác ơi. Này, sao nhìn có việc gì đấy. Ông Trọng đây rồi, ông vào đây giúp tôi và anh nhanh lên. Bác Trọng ơi. Ông bị làm sao đây. Bác cứu nhà em với ạ. Bình tĩnh. Thế có vấn đề gì? Bác ơi, nhà em bị hóc giá. Cái gì? Hóc giá. Vô lý. Rã mềm hóc làm sao được hóc rã. Trời ơi, khổ thế bác ạ. Không hiểu là ai xui khôn xui dại đi nào. Ăn nguyên cả đống giá vào mồm. Bây giờ mình là nông nỗi này. Thôi, không nói nữa. Thôi bây giờ, này, bình tĩnh. Nghe tình hình thế này là cũng tương đối căng, cứu người nó phải hết sức bình tĩnh. Vâng ạ. Bây giờ này. Dạ. Cô bê cái mâm cơm vào trong kia. Vâng. Ông Hoàng bê ông Thắng lên cho tôi. Được rồi, để tôi kiểm tra. Đây. Này cứ bình tĩnh. Bác ơi, bình tĩnh. Cho bác nhẹ tay thôi ạ. Hết sức bình tĩnh. Nhá. Bây giờ nhá. Phải giữ chân dưới tay ông ạ. Vâng. Bành mồm ông ra để xem là trong mồm có gì. Giữ. Đó. Ôi. Ôi khỏe quá. Từ từ. Bây giờ mà cố tình mà giữ nhá. Ông đấm được vỡ mặt luôn. Trong nhà có cái đoạn dây là chừng 1,5 mét 2 mét không? Có. Mang đây. Mang đây. Căng đây rồi. Đây bây giờ này nhá. Ra tập trung bây giờ phải chói nhá. Ôi mình ơi, mình chịu khó tí nhá. Đang chói nhá. Rồi. Rồi. Bên sao nữa? Chặt rồi bác ạ. Bây giờ đâu rồi? Cái móc lốp kia. Móc lốp kia.
đây đây, được rồi. Bác ơi, bác làm gì thế ạ? Bình tĩnh, cái này không thể vội được nhá. Rồi bình tĩnh, cô cứ bình tĩnh. Ông cầm cái này đây, tôi cầm cái. Đây. Úi trời, bác ơi, bác làm đấy nhà em chết mất à. Không chết được. Nhá, riêng ông là chết tôi đây. Nhá. Hôm nọ tôi lấy cả cái này tôi vả một phát vào một mặt thằng nó còn không chết. Ôi, không làm sao đâu. Cô cứ im. Bác nhẹ tay thôi à. À được rồi. Đây. Làm gì? Cầm con cầm rác. Làm gì? Đút cái rác vào. Úi giời ơi. Úi giời ơi, sao ông ác thế? Hả ông Trọng? Hả? Ông ác thế ông bắt ông ấy ăn trọn cả cái dép à? Khổ quá, cái ông ấy chả biết cái gì kìa. Đây là chuyên môn bên ngành y là phải đút cái rác vào mồm. Ông đã bao giờ bị người ta cho rác vào mồm chưa? Cho rác vào mồm ấy để không thì nó răng cắn vào lưỡi chết tỏi. Ông xem nào. Có gì không? Có. Ông ấy hóc ổi. Ôi bác ơi, không phải ổi mà là rá. Rá? Vâng. Vô lý. Ôi trời, làm sao hóc được? Bác một tí, bác chờ em một tí. Ổi đấy, quả ổi to tổ bố. Đây, bác nhìn thế này. Ông ấy ăn hết cả nửa cái giá vô gạo của em đây này. Hả? Ăn giá này à? Vâng. Tôi chết rồi ông Hoàng ơi. Hả? Ông ngồi trên này căng lên thế này nó chọc thủng hết dạ dày. Ờ. Ông xuống dưới nhà, xuống cửa hàng lấy tôi bơm lên. Tôi xuống ngay. Khẩn trước. Ôi, xem lại đây. Có còn nam. Vâng ạ. Nhưng có cật. Vâng ạ. Ôi sao trông giống ổi đấy nhỉ? Đây. Có bơm chưa? Đây bơm đây ông ơi. Bây giờ này. Hả? Ông vào đây. Bây giờ ông ra đầu đi. Ông ra đầu nhá. Rồi. Khi nào mà thấy ông ấy mồm nó chữ o nhá. Nó này, ông để ý là mồm nó đang ngậm rác này, nó phòi rác nó o cái là móc ngay vào. Ok. Đây. Nào. Được cô, chưa? Cô đây cô Hương giữ. Dạ, giữ em giữ ạ. Giữ nhá. Vâng, em giữ rồi ạ. Chặt rồi ạ. Ra chưa? Chưa chữ o. Ra chưa? Chưa. Có một tí nữa. Ôi trời ơi, bác ơi, ra rồi bác ơi. Giữ nguyên mồm rồi. Đấy, được không? Nhanh tay. Xem nào. Ôi. Này, cầm. Cái gì đấy? Ra rồi bác ơi. Một đống này. Úi giời ơi. Toàn nan tre này. Đấy, khổ thế chứ bác ạ. Em có để chết đói chết khát bao giờ đâu. Mà lại đi ăn cái thứ của nơ này. Chắc chắn là có một âm mưu gì ở đây. Có người muốn hãm hại ông Thắng, đúng không? Nói vớ vẩn, ông Thắng ông đường cũng là luật sư. Bố thằng nào dám hãm hại ông kiện chết thì tưởng ông ăn nói lung tung. Mà tôi nói ông biết nhá, ông cứ ăn nói vớ vẩn. Ôi, em xin anh bác. Ôi, con này. Này, tôi nói cho ông Hoàng biết nhé. Tôi đã nói rồi, suốt từ đấy ông nói thật, ông bạn bè lúc cứ hoạn nạn thế này, nhưng mà ông không bao giờ ông nói mang tính xây dựng, ông toàn nói kiểu sách mé bố láo ăn cắp này nhá. Ông ăn chỉ ai đấy hả? Thôi, em xin hai bác, nhà em tỉnh rồi, hai bác làm gì mà cứ căng thẳng với nhau thế? Này, đã thế nhá, tôi cũng trình bày luôn nhá. Tôi xui ông ăn đấy. Thế là tôi biết mặt ông rồi nhá. Biết làm sao? Tí nữa tôi gặp ông ở dưới kia nhá, ông quỷ lùn ạ. Ông mất dạy vừa thôi. Này ông, ai mất dạy? Tôi bảo ông ấy. Đã đến nước này tôi nói toạc ông heo ra nhá. Thôi tôi xin ông đừng nói với tôi này, phạm vào cái tội là vạch áo cho người trong lưng. Ôi giời ơi, các bác nói chuyện gì mà em chả hiểu cái gì cả. Cái gì mà vạch áo cho người xem lưng? Theo em ý, bây giờ bác Trọng bác nói rõ ràng vấn đề ra. Chứ em cứ một mắt ngờ, mười ngờ thế này, em đau đầu lắm. Bây giờ này, ông Thắng ông ấy có xuống ông trình bày với tôi. Vâng. Tức là thời gian gần đây, cô Hương đêm nào nhá, cũng là cuối giày ông ấy. Cô đúng không? Đấy, cho nên sức người nó có hạn, cho nên ông ấy nhiều lúc ông ấy khó khí lắm. Này, tôi nói ông biết, nhà tôi gặp tình cảnh y hệt nhá. Ông trình bày tiếp đi. Nào, ông nói như thế nhá, để tôi nói luôn này. Bây giờ tôi nói này nhá, dạ. Nếu mà cô Hương cảm thấy đúng thì tôi nói tiếp.
Thế có đúng là đêm nào nhá cô cũng đòi ông Thắng không? Dạ báo cáo hai bác ạ, cái vấn đề hàng đêm thì em không làm cái ạ. Đấy, thế thì là bây giờ này chính vì như thế cho nên ông Thắng ông rất mệt mỏi. Dạ, ông yếu đi thì tôi mới có tư vấn cho ông là dùng cái bài thuốc của các cụ. Dạ. Là ăn thật nhiều lá vào để nó bồi bổ thêm cái gọi là cái dưỡng chất cholesterol để phục vụ cho cô, để cửa nhà nó được yên ấm. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Ông bảo ý ông ý ăn rá thì ông ấy ăn rá rồi. Bây giờ ông giết ông ý như này hả? Này, tôi nói cho ông biết nhá. Tôi bảo ông ấy ăn rá, nào rá đỗ nhá. Chứ ai mà biết cái ông này, ông ấy ngu như ông ấy là đi ăn cái rá mò gạo rồi chả chết à. Ông này mà tôi nói cho ông Hoàng Béo biết nhá. Từ đấy là tôi không chịu ông nữa rồi. Nhá bây giờ nhá, tôi không có anh em như cái loại như ông nhá. Ông không anh em với tôi, ông từ nhá. Thôi, em xin hai bác. Hai bác cứ bình tĩnh đã. Đến bây giờ ấy thì em hiểu ra vấn đề rồi. Hai bác không cần phải cãi nhau nữa. Ông nhớ mặt tôi đấy. À mà không. Bạn đợi nhá. Ông xuống cửa hàng tôi, ông lấy móc lốt nhá. Bây giờ ông móc lốt rồi thì ông phải trả tiền cho tôi nhá. Tôi cho thuê chứ tôi không cho mượn không nhá. Đó chồng biết. Bác Hoàng này. Chính ra nhá. Em thấy cái nhà bác Trọng ấy là bác cái tử tế, bác cái tốt bụng đấy nhá. Cái hắn này này. Úi giời ơi. Sống với nhau đến gần mấy năm rồi, hai mặt con với nhau rồi. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Hắn có bộ đấy. Thôi cô ạ. Nhá. Ở đời này ấy, chả tin được bố con thằng nào đâu nhá. Cô ấy xem lại cái mặt cô đi nhá. Thế là thế nào ạ? Ông Thắng, ngồi dậy. Thôi em không quý cấu. Anh em xin nhận lỗi là bệnh áo cho người xem lưng. Anh xin chấp nhận cái hình thức là xử phạt quét nhà rửa bát đến hết đời luôn. Gì à nhá? Tôi nói cho ông biết nhá. Đã đến cái lúc này tôi cấp cần ông phải rửa bát quét nhà đấy nhá. Tôi nói cho cái mặt ông biết nhá. Ông không sống được với tôi thì ông ly hôn đi nhá. Ly hôn đi rồi ông muốn làm cái gì thì làm. Ôi em ơi, cho anh xin ấy, em mà bỏ anh em mình biết sống với ai. Úi giời ơi, chị nói cho ông biết nhá. Đến cái lúc này rồi mà ông còn chối bay chối biến như thế à? Ôi trời ơi, ông ở với ai thì ông phải rõ hơn tôi nhá. Bây giờ tôi hỏi ông, ông cặp với nó đâu chưa? Nó ở đâu? Nó là con nào anh cũng biết được con nào đâu. Úi giời ơi. Tôi nói cho ông biết nhá. Lúc nãy nhá, có bác Trọng, bác Hoàng đứng đây chứng kiến nhá. Ông đừng có mặc cãi nhá. Tôi nói cho ông biết, lúc nãy ông ăn cả cái đống giá vào mồm. Tôi đứng lù ra đây tôi kêu ông. Thế mà ông không gọi tên tôi lấy được một câu. Mà ông lại cứ gọi cái con huệ. Trời ơi, bây giờ tôi hỏi ông, con huệ nó là con nào? Huệ. Ui giời ạ. Trên đời này mình ghét nhất là cái loại người mà cứ nhìn thấy vợ bạn là mắt thì hau hau, mồm thì nuốt nước bọt ở ngực, mất vệ sinh. Này ông kia, chân ông vừa làm cái trò gì? Khu phố ai mướn ông quét dọn vệ sinh mà tôi tuyên bố nhá, 4:30 sáng mai tôi khai trương cái cửa hàng bán nước trà đá thôi nhá, hết tâm. Hehehehe.
cái thằng nó không chơi với mình nữa nhưng mà nó vẫn cái tình cảm với mình. Thỉnh thoảng ấy, buổi sáng ấy, cứ hay cho mình ăn sáng thế này. Cái này là xôi giò. Đấy, thế còn cái anh này là anh xôi lạc. Quá ngon. Thế là xong. Thế này là xong, xong thế này nó cho vợ nó ăn rất là ngon, ngon ngon ngon, ngon ngon ngon. Bố chết rồi, may thế. Em đang định gọi điện cho anh, nhờ anh mang hộ em cái này. Rồi ơi đây, túi hoa quả mang sang bà ngoại. Quên cả túi đồ trang điểm để trong này luôn này. Đấy. Thế em bảo, hả? Anh lên anh lấy hộ em cái khẩu trang nhá. Không phải đi đường bụi lắm mà em quên xử mất. Thôi nhanh lên, từ thời gian thì em cầm đi vứt luôn cho. Nhanh lên nhá. Khẩu trang đã về, khẩu trang đã về. Khẩu trang đây. Ôi, em chưa vứt rác à? Em vứt rồi. Gì? Túi rác vẫn đây. Thế mà em cứ tưởng là em vứt túi rác. Em nhầm thành túi hoa quả. Ôi dồi, vứt rồi à? Em vứt rồi. Em vừa vứt đằng kia. Rồi ôi. Thôi em bảo, chốc nữa em đưa tiền rồi anh mua túi khác sang biếu bà cũng được, không sao hết. Nhưng trong đấy có cả đồ trang điểm, em có hiểu không? Sao lại có đồ trang điểm trong đấy? Trời ơi. Để em ra em lấy nhá. Xe rác đi mất rồi. Ôi bây giờ phải làm thế nào? Rồi biết làm thế nào. Để em mua túi khác. Em bảo anh lên anh lấy cho em cái mũ bảo hiểm nhá. Không á, bây giờ không có mũ bảo hiểm đi ra đường công an bắt chết nhá. Bảo hiểm à? Nhanh lên, thôi đi lấy cho em thương. Nhanh lên. Ôi, được. Đấy. Ông làm cái gì đấy? Mà ông kia chạy cái kiểu gì mà cứ như ma đuổi. Ông không biết luật à? Ông là người đi từ trên dốc xuống, ông phải nhường cho người đi từ dưới dốc lên chứ. Thì khổ quá. Tôi để quên cái con sồi trên xe. Bây giờ phải xuống lên cho mụ vợ nó ăn không nó đánh. Rồi ông quên y hệt như con mụ vợ tôi. Không dính cái gì vào người thì mất luôn. Thì vợ ông quên thì ông mới có cớ để ông đi tập thể dục chứ. Thôi, tôi đi lên đây. Tôi đi xuống đây. Bác Trọng ơi. Ôi, bác đang ăn sáng đấy à? Cô Trang ăn sáng với tôi nhá. Thiếp trời đánh tránh miếng ăn. Em đang định nhờ bác bơm hộ em cái xe. Nhưng mà thôi bác ạ, bác cứ ăn xong thì bác giúp em cũng được. Ồ, thế thôi. Ăn uống quan trọng gì? Khách hàng mới là quan trọng. Vướng đi đâu tôi bơm cho cô. Bác nhiệt tình quá. Cô chịu khó đưa ra thì cô giữ ở tôi ngay. Đây. Này, ông vừa bảo anh ngu hả? Hả? Tôi bị ông ngu ấy. Sao ông lại chửi tôi hả? Tôi chửi ông là có lý do của nó đấy. Sao lại chửi tôi? Tôi vừa mới bắt quả tang được một đôi gian phu trong phủ. Cái thằng lùn đấy nhá, không những nó quyến rũ vào tôi mà nó còn thú dâm với cả vợ ông. Cái gì ông nói gì? Tôi cho thằng này một trận. Này, tôi đã. Hả? Này nhá, tôi thấy cái thằng lùn đấy nhá, nó lấy cái công cụ hỗ trợ thằng nó mơn trớn vào mông vợ ông. Thế thái độ vợ tôi thế nào? Phê lời. Ôi giời ơi, tôi phải cho thằng này một trận. Này ông hả? Thế tôi lại. Tôi với ông làm cách nào đưa cái thằng lùn ra vài móng ngựa nhá. Được rồi. Rồi đi. Ôi giời ơi.
Đây, đồ đây, lần sau kiểm tra kỹ nhá, mũ bảo hiểm. Thương thế, mồ hôi một kê nhễ nhại rồi này, để em lau. Không kìa. Đứng lên. Ơ, được. Anh làm cái gì đấy? Ông đứng lên tôi nhờ cái. Cái gì đấy? Đứng lên. Cái gì đây? Tôi biết cái mặt ông rồi nhá. Thằng điên. Cái gì thế nhỉ? Xôi gì mà toàn đất đi cả sỏi thế này. Ôi dồi ôi, tôi không thể nào mà chịu đựng được anh ở đâu nhá. Anh biến ngay đi nhá. Cút đi nhá, cút đi nhá. Rồi cút đi cho khuôn mặt tôi. Ông sao đấy? Hả? Tôi mang xôi lên trên nhà. Thế là mở ra toàn lên đất mới cắt. Thế con vợ tôi nó nổi cơn tam bành. May rồi còn chạy nhanh không thì tôi bành xác. Có mìn à? Không phải. Tôi tóm lại không phải mìn thì ông mua xôi ở đâu? Thì nhà tôi ấy, cứ đều đặn ấy, là một tuần ba vợ gà, hai xôi, mấy cả một bánh cuốn. Vẫn mua đều đặn ở đấy, có làm sao đâu. À, ông vừa nói với tôi là ông để quên gói xôi ở dưới xe đúng không? Đúng đúng. Thì đúng rồi, nhục rồi. Ừ. Này, này, hộ gia đình nào có vấn đề gì đấy? Dạ, không có vấn đề gì đâu bác ạ. Ê, mìn nó ra. Hả, mìn hả? Anh biết ngay đi nhá, cút đi nhá, cút đi nhá. Rồi, cút đi cho khuôn mặt tôi. Không. Tôi bảo bây giờ này, cô cầm cái này cô đổ ra, cô cầm cái này, em cầm cái này em đổ ra. Nào, hai đấy, ba. Ui giời, ui trời ơi, ui ai trời ơi, ai trời ơi, ui trời ơi, ui trời ơi, đau quá. Ai trời ơi, bác có đau lắm không hả bác? Ui trời ơi, đau à? Vẫn đau cái chỗ hôm nọ cô làm ngã tôi đấy. Thôi tôi chết, hay là để em lấy dầu em xoa cho bác nhá. Thôi, không dầu mỡ gì cả. Bây giờ mà cô xoa dầu bơ mỡ cho tôi thì lại mang tiếng chết. Thôi, cảm ơn. Đã bảo cái thằng vứt cái này ra cho người ta. Bác, để nhỏ người nhỏ cân mà. Bác nặng quá. Ừ. Cô đi làm đấy à? Vâng ạ, em đi làm. Dạo này bác nhiều việc quá hay sao mà chả thấy lên nhà em chơi cái gì cả. Nhà em mà nhắc bác suốt đấy. Nhắc tôi á? Vâng. Úi giời, vẽ. Tôi nói thật với cô nhé. Thằng Thắng nhà cô mới là thằng Hoàng Béo là nó hít le tôi từ lâu rồi. Thế là thế nào hả bác? Bình đấy. Thường em thấy các bác chơi thân với nhau lắm cơ mà. Thân là thế đấy nhưng mà chuyện nó chả đâu vào đâu cả. Đấy, chỉ tại cái thằng Hoàng Béo ấy. Nó rất vớ vẩn, nó nghĩ tôi là người thế nào không biết thôi. Đấy, cái cô nhớ cái vụ mà cô đâm vào tôi ở đây. Vâng. Xong rồi cô bế tôi ra đây. Vâng. Xong rồi cô xoa dầu vào chỗ xương cụt cho tôi. Em nhớ. Thế mà thằng Hoàng Béo nó lại dám lấy điện thoại nó quay video. Nó làm hẳn một cái clip để nó cho thằng Thắng. Ôi giời, làm hẳn một cái clip. Sao các anh ấy có thể như thế được nhỉ? Đấy, lại còn cái vụ hôm mà cô bị con chim nó ị vào mắt ấy. Đấy, tôi khều phân chim ra cho cô. Thế nhưng mà nó cũng bảo là tôi gạ gẫm tình cô. Ôi cái thằng Hoàng, thật. Tại hết cái thằng Hoàng. Mấy cái anh này tiểu nhân quá. Tình hình thế này à, tối về em phải nói chuyện với nhà em xem thế nào. Ừ. À mà đang hít le nhau tôi không tiện hỏi. Ôi thế dạo này không thấy thằng Thắng nó đeo cái đồng hồ nhỉ? Thôi bác ơi. Bác đừng có nhắc đến cái đồng hồ đấy nữa. Bác mà nhắc đến nó là em điên tiết, em đăng xong em lại muốn đập phá nắn bóp cái gì bây giờ đây này. Ôi trời ơi, em điên quá bác ạ. Bác có biết là cái xuất xứ đồng hồ đấy nó ở đâu không? Của con Ánh, người yêu cũ nhóm Thắng em tặng đấy. Em điên quá em hỏi nhưng mà lão chối bay chối biến đi. Thế là em cầm nhá, em đập cho 7 phát tan xác ra rồi. Thế cô đập rồi à? Vâng. Ôi trời ơi, cái đồng hồ của tôi chưa thu được của cái thằng Thắng đồng lãi nào mà cô sao cô lại đập đi. Này bác có nhầm không? Sao bác lại bảo là đồng hồ của bác là thế nào? Khổ quá, chuyện là thế này. Tôi thấy cái thằng Thắng nhà cô ấy, chồng cô lúc nào nó cũng đeo chảnh ảnh cái đồng hồ treo tường ở trước ngực ấy. Vâng. Tôi trông nó bồ nhách quá. Thế thì tôi bảo là thôi, tôi cho hắn thuê.
Đấy, 300 nghìn đồng một tháng. Ô, thế à? Nhưng mà nó cứ mặc cả lên mặc cả xuống. Thế bây giờ tôi cho thuê nó là 150 một tháng thì coi như là cho mượn còn gì nữa. Ô, có chuyện này à bác? Ô, thế cái xác đồng hồ đâu cô còn giữ không để tôi mang đi bảo hành? Gớm bác, bác nhìn em đi. Em đập một phát rồi còn tan ra thì nói gì đến 7 phát. Tan xác ra rồi bác ạ. Ôi trời, chết rồi. Bác Trọng ơi, em bảo này, hay là hôm nào ấy bác rỗi, bác cứ alo cho em, thế xong thì em đi mua đền bác cái đồng hồ khác nhá. Thế của chết mà... Chứ này, cái đồng hồ này hơn chục triệu bạc đấy. Ôi giời, hơn chục triệu á? Ừ. Bác có nhầm không? Đồng hồ gì mà hơn chục triệu? Khổ quá, cái đồng hồ đấy là đồng hồ xịn đấy. Cái đồng hồ đấy là nó của nó là đẳng cấp doanh nhân phong cách thượng lưu, tôi mua tận ở Đăng Quang Quốc đấy. Ôi giời, thế à? Thôi được rồi, hôm nào bác rỗi, bác cứ ới em một câu, em đi mua đền bác cái đồng hồ khác. Thế bác nhá. Vâng, thôi cũng đành vậy, nhưng mà cái đồng hồ ấy tôi quý cái đồng hồ lắm đấy. Bác Trọng ơi. Hả? Bác đỡ chưa à? Để thôi, em sao bác thêm thôi, tí nữa nhá. Thôi thôi thôi, không không cần dầu mỡ đâu. Tôi mang tiếng lắm rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời. Hả? Gì đây? Thấy gì? Hả? Giữa ban ngày mà mặt và chúng nó rắm, yêu đầu trắng trợn rồi. Ồ, ồ để rồi, để xem. Ông ơi, này này này. Hình như là thằng quỷ lùn với cả vợ ông đang giận nhau ấy. Thấy bọn nó căng thẳng với nhau lắm. Tôi biết nguyên nhân rồi. Nguyên nhân thế nào? Nguyên nhân là con Hương vợ tôi, nó đang ghen với con Trang vợ ông. Ê, khẽ khẽ cái mồm thôi. Tôi với ông xuống bắt quả tang, tôi phải đập cho thằng quỷ lùn một trận. Ừ. Nhưng mà xét về luật ý, thì chúng nó chưa chặn tới cái ngưỡng gọi là trai trên gái dưới, hoặc là ngược lại. Ừ. Mình chưa có đủ bằng chứng để đưa chúng nó ra trước vảnh móng ngựa. Tôi chỉ sợ chúng nó bật lại cái tội anh em mình vạch áo với người xem lưng thì có mà rửa bát ốm. Hay anh em mình chuyển kế đi. Chuyển kế gì? Điệu hổ vô nhà nghỉ. Điệu hổ vô nhà nghỉ. Ừ. Hay. Hay. Ừ, nhưng mà tôi chỉ sợ hài hân đi mà vô thật thì anh em mình nhục. Đúng là nhục. À, vợ gửi trả áo tắm vô đầu cầm quá. Nạc trung tré thành như nọ cá. Bài ba đứa ra nắc đu sắc. Thế là đành ra với anh mới gửi trả. Anh biết rồi, anh mà là tình yêu ấy lại ra cả xa, buồn xa la la la. Cái gì kinh đấy? Đây này. Cái gì đấy? Cái gân bò. Nó vướng vào răng khó chịu quá. Ôi, kinh quá. Này, kịch bản chuyên án chuẩn bị đến đâu rồi hả? À, tôi đã lên kế hoạch chuyên án rồi. Nhưng mình vẫn phải diễn tập. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là coi như kế hoạch của anh em mình đổ bể phá sản luôn. Được rồi. Tôi sẽ bầu ông là trưởng ban chuyên án. Còn tôi sẽ đứng sau hỗ trợ. Cần thì thuê người về dựng hiện trường giả luôn. Nhưng cái quan trọng là bây giờ đứa nào nó chịu làm gian phu, đứa nào nó chịu làm râm phụ cơ. Ông yên tâm đi, tôi đã tiết lộ chuyện này với tất cả những người trong khu tập thể rồi. Đấy, họ đã biết chuyện giữa con vợ ông và con vợ tôi cùng thằng quỷ lùn đấy. Họ rất là cổ vũ cho chúng ta thực hiện chuyên án. Thế à? Thế đứa nào chịu nào làm thằng gian phu? Bác Đinh Cường họa sĩ mặt đích thị là gian phu. Còn ấy con lén ô xin nhà bà Lút ấy là dâm phụ. Đây là tốt rồi. Tốt rồi. Này. Ông định lấy tên chuyên án của chúng ta là gì? Tôi đang muốn lấy chuyên án của chúng ta bằng hai cái phương án sau. Phương án thứ nhất là tiếng tim hót trong bụi mận gai. Còn phương án thứ hai là cô râu tám tuổi. Phương án một tiếng chim hót trong bụi mận gai cho nó ly kỳ, ông hiểu không? Này, mà ông phải nhớ nhá. Tôi sẽ là cảnh sát trưởng. Ông cảnh sát trưởng. Còn ông sẽ là mật vụ. Tôi là mật vụ. Mà ông có biết làm mật vụ không? Ông có xem kỹ cái phim mà Đại Gia Chân Đất phiên bản Mỹ không? Mấy cái cậu mật vụ ở đấy ông có nhớ không? Ô, tôi xem suốt. Toàn thằng hiếp râm đi, phim đấy toàn cảnh nóng rồi. Cảnh sát gì mới mật vụ thì mấy cái thằng đấy. Hôm nọ ở đây mua vé đi coi ông Obama ăn bún chả. Thế là tôi phỏng vấn mấy cái thằng mật vụ, chúng nó tuổi gì, làm sao địch được tôi. Mật chuyên môn có gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện. Nhưng mà nghe này nhá, tao dặn mi này, mi là cảnh sát trưởng thì mi phải nhớ những cái điều sau đây này. Cái thứ nhất là không được manh động, không được ngu ngực, không được bắt bớ lung tung. Và cái cốt lõi nhất là không được nổ súng. Biết rồi. Thôi đi thay quần áo sang nhà bác Đinh Cường nhanh. Đi luôn.
Mật vụ nghe rõ trả lời. Alo. Alo, alo. Alo, chim hoàng gọi đại trẻ, chim hoàng gọi đại trẻ nghe rõ trả lời. À, nghe rõ rồi. Nhưng mà sai mật hiệu rồi. Mật hiệu sao? Chim sẻ gọi đại bàng. À, chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng. Không mồm, không mồm. Không mồm. Sao lại không mồm? Khoai môn, khoai môn. Khoai môn à? Ông nói rõ tôi xem nào. Come on, come on. À, come on cái gì? Come on, come on. Được rồi, được rồi. Ok, let's go now. Thank you. Very much. Nào, lên đây. Thấy gì không? Ông có chắc là cái đôi trang thu trong phụ nó đang ở trong cái tòa cao ốc đấy không? Ông là mật vụ, ông lại hỏi tôi. À thì, để tôi hỏi FBI. Hello, tôi mật vụ chiến thắng, FBI nghe rõ trả lời. Tôi mật vụ chiến thắng, FBI nghe rõ trả lời. Hello, tôi xin nhắc lại, tôi mật vụ chiến thắng, FBI nghe rõ trả lời. Úi dồi, hôm nay chú đặt bọn nó không đứa nào trực, không đứa nào trực đảng. Nhưng mà trong kịch bản là tôi viết bọn chú nó là trong hết rồi. Thế à? Ừ. Go 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 heads up oh yeah. Tao đã chẳng mi rồi nè. Mi là cảnh sát trưởng gì? Mi không được nhu nhược, không được manh động, không được bắt bớ lung tung và tuyệt đối là không được nổ súng. I'm sorry. Mà mình nhất hết vào đây chẳng may hắn ấy cứ còn nổ tan súng ấy. Ôi, Nguyên. Tôi là Nguyễn Chiến Thắng, mật vụ của CIA trong chuyên án tiếng chim hót trong bụi mận gai. Đề nghị ba anh hợp tác cho hỏi đôi gian phu trong phủ hiện giờ bọn hắn ấy ở tầng bao nhiêu? Thưa ngài, tầng 150 ạ. Thưa nó ở phòng bao nhiêu? Phòng 150 ạ. Thank you. Nothing. Ông Thắng, ông đã có lệnh bắt khẩn cấp chưa? Tôi đã chuẩn bị sẵn ở trong túi rồi. Cảnh sát trưởng. Go, 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 go. Hands up now. Oh yeah. Các bố chậm như rùa bò ấy. Gian phu tâm phụ nó chẳng mặc hết quần áo rồi. Đi bắt người tốc độ phải nhanh gấp 5 lần ánh sáng ấy. Thì tôi đã bảo hắn này là khẩn trương vào là bắt luôn thì. Để hắn vừa chạy mồm hắn cứ lét với cả gâu rồi âu với cả rìa. Xong rồi khoai với môn chảy ra nó cầm ấy. Thôi thôi, cho em làm lại nhá, em làm lại. Thôi, em không tập nữa đâu, em phải về nấu cơm. Không mà lúc em bà giết em chết. Làm thêm lần nữa giúp người ta đi. Bà nhờ anh trông thằng cháu kìa, anh còn đang gửi nó chơi ngoài đường kìa. Lần này con đọc lệnh luôn thì cho nó nhanh nhá. Dạ. Nhưng mà trước khi đọc lệnh thì hai người bị rô tay cái đầu xuống mặt phải sợ hãi thì nó mới ra đọc lệnh. Thế ông Hoàng phải hô lên một tiếng nhá. Em giả vờ sợ đi, ôm cái chăn này vào giả vờ như đang cởi chân ấy. Đừng im! Cảnh sát trưởng phường Tách Giang đây. Lệnh bắt khẩn cấp chuẩn bị bắt đầu. Vào hồi 17:30 tức vừa hết giờ hành chính. Tại phòng 150, tầng 150, chúng tôi sọc vào khách sạn Phê Lòi, bắt quả tang đôi gian phu là thằng Tích Cường và con trong phủ là Hoàng Thị Bích Trang, Đức Lên, trú tại khu tập thể này. Ông ơi, ông là người viết cái kịch bản, ông còn đọc nhầm tên à? Tên gian phu quan trọng và con dâm phụ Đinh Hương. Sao mày cứ vậy cái câu này? Thì tao hoàn kịch bản thì tao mới ra được cái lệnh bắt khẩn cấp như mày cứ cái câu này là thế nào? Thôi, em đi về đi. Tự dưng bắt người ta ngoại tình thôi, nhớ vợ mà biết thì em chết đoàn ạ. Em buồn cười à, em ngồi im, nó còn hai dòng đọc nốt đi cho nó xong. Hai đọc nốt. Hiện nay đã ra luật ngoại tình, tùy theo các tình tiết mà người vi phạm vướng phải sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 4 năm. Do vậy những phần tử nào đang hoặc đã thậm chí sắp ngoại tình đều có nguy cơ ngồi tù tất, xin hết. Hai cái ông ạ, tự dưng xui lại người ta, bắt người ta đi ngoại tình, để đi ngồi tù từ 2 đến 4 năm ạ. Thôi nhá, không bao giờ hồi tù đâu nhé. Vớ vẩn. Con này nó bị chậm nặng đấy. Nó mà diễn khá hợp lý trông giống phết. Bác Cường, bác thấy bọn em tác chiến như thế nào? Đều mẹ, chậm như các bố ấy, bắt ma chẳng xong. Bác Cường, thằng cu tủi nhà bác hắn bị ngã cầu thang. Chịu trộn, bà mày biết tôi đánh ngã thằng cháu bà thì chết dỡ.
Này, ông Đinh Cường ông còn sợ vợ hơn tôi. Ừ thì đàn ông ở trong cái khu này giống nhau hết mà. Này, trong lúc thực hiện chuyên án ông có thấy vướng gì không? Không vướng. Tôi cũng không vướng gì cả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện. Thế thì thay mặt tô ban chuyên án tiếng chim hót trong mũi mặn gai, tôi tuyên bố không vướng. Thưa quý vị, vô ba ta có một chàng trai đang đưa gọi tên A Ni Bà Ngào. Anh ta vui tươi này mọi người sẽ nghe người khen Alibaba 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 ơi hãy đến và nghe họ chết Alibaba 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 Alibaba. Xe của ai đây? Xe của ai đây nhỉ? Tao. Xe của tao. Ô, xe của cụ à? Mà cái tên sư cái thằng này, mày làm cái gì chết chăm chết chướng mà bây giờ mày mới dậy để mày mở hàng ấy hả? À, hôm qua có trận Euro hay quá thì còn sáng nay dậy hơi muộn. Ô thế à? Thằng nào thắng? Ờ, hôm qua là xứ Quên thắng. Xứ Quên à? Tao biết ngay mà, thế nào thằng ngã khen đi ra đúng thắng. Tỷ số bao nhiêu? Hôm qua là 3-1 cụ ạ. 3-1 hả? Ôi nội tốt. Anh Hoa. Ờ, mày đánh cho ông con 13 nhá. 5 chấm thôi. Tao lấy rất đâu ra tiền mà đánh nhiều. Ừ, đi nhá. Ừ, được rồi. Ừ, ông cảm ơn. Đúng rồi, chúng ta cho mày ít. Đúng rồi. Này. Dạ. Cái tỷ giá đô la này bao nhiêu? À, vừa rồi con xem cái bản tin chứng khoán thì đô là hôm nay là 22 cụ ạ. 22 hả? Vâng. 22 hả? Ừ. 2 2 1 2 3 4. Mày đổi cho ông 400 đô. Ui giời, bây giờ con mới mở hàng lấy đâu ra 400 đô đổi cho cụ. Thế mày có 1 triệu không? 1 triệu ạ. Ừ. Vâng, con xem có. Mày cứ đưa cho ông vay, lát ông gọi bọn nhà băng đến nó đổi ông lại trả. À vâng, 1 triệu thì có cụ. Thế tí cụ đổi cụ phải trả có luôn đấy nhá. Mày yên tâm, mất là cái chắc. À, không trả mày luôn. Hai em ơi. Và anh bảo ấy. Dạ. Này. Dạ. À, của ông hết bao nhiêu? Dạ của ông hết 1 triệu ạ. 1 triệu hả? Dạ vâng. Ông biết ngay mà thì sư chúng mày thế nào cũng vặt của ông 1 triệu. Cái gì ông biết? Đây đây. Mỗi đứa một cầm tờ. Dạ con xin ông. Đây đây đây. Con xin ông ạ. Thế đi đi. À này, ông bảo này. Dạ. Ô, hai cái con chân dài cứ như gái dịch vụ ấy. Mà ẩn có một tí cứ như ông đi hát karaoke. Cứ đi đâu nhá, có cái show nào ông cần thì ông lại gọi. Vâng, nhá. Dạ vâng, ông nhớ nhá. Thế đó. Ôi, ui ra khơi chén nước. Mày pha cho ông cái ấm trà xanh xắn à? Vâng, con pha rồi. Cụ ơi. Ê, cụ tên là gì ấy nhỉ? À, thì mày cứ gọi thế nào được, kể cả là mày được. Ôi giời, con nó gọi cụ mày, cụ vả, con vỡ mồm. Ông nói phép thì thôi. Nhưng mà tên giả của ông là Lu Văn Loan. Tính tình tao thì huyền hòa, thích bay nhảy hát ca. Nhạc thích nhất là Lam Bát Đa. Trẻ là công tác bên Nga, bây giờ già tao nghỉ. Ồ thế ạ? Ờ, năm nay tao bước sang cái tuổi lục bát cổ chai ly. Đi xem số tử vi muốn gì cũng được. À. Trước làm tao ở mạng ngược. Lấy vợ chuyển về xuôi, thích những chỗ đông người để được cười thoải mái. Thế nhưng mà vợ tao tơi đông ngoái. Ui thế thế à? Ờ. Ôi thế cụ ơi, thế cụ bà làm sao mà toi? Bà ấy cái căn bệnh hiểm nghèo. Bà ấy nằm cổng queo như con mèo chết đuối. Trong những giây phút cuối chẳng ăn được cái gì. Mềm như con chi chi hít vài bi dưới đứt. Ủa thế ạ? Ờ. Ôi cụ ơi, thế cụ bà hít cái gì mà chết ạ? Hít heroin ấy. À, mày, tao nói mày mà hít heroin tao vả mày vỡ mồm luôn đấy. Dạ vâng, quỷ ai còn dám hít heroin. Cụ ơi, con hỏi thật cụ nhá. Hồi trẻ cụ có rơi vãi thằng con trai nào không ạ? Úi này, hồi trẻ tao tốn gái lắm. Năm 82 là tao đi Nga. Mai năm 87 nó đuổi tao mới về. Ồ. Mà con của tao nó cứ rơi vãi từ đây sang Nga. Bây giờ ra đường có dám đánh trẻ con không? Ồ thế, cụ ơi. Thế ngày xưa cụ cũng đi Nga à? Ờ, tao đi Nga đấy. Ồ thế con đi Nga đấy, con đi 82, 87 con mới về. Tao là chúa đi. Ồ thì hóa ra cụ cũng ở Nga về đấy. Thế ạ. Cũng được đấy. Vâng. Ăn mặt đi, chứ cái tay này. Cứ huyền thuyền ba sách từ nãy giờ. Ra kiểm tra cho ông đi.
Tao ghét nhất trên đời là cái loại đàn ông nói nhiều, nói không nghỉ, mồm như tắt nhảy, để mồm nó mọc ra non. Các kiểm tra xe đi. Dạ vâng, thế cũng ngồi uống nước đây, con ra con kiểm tra. Con kiểm tra ngay ạ. Vâng. Nói nhiều ông không thích. Cụ ơi, cụ ra con hỏi nhờ cụ tí ạ. Cụ ơi, cái xe của cụ nó là xe gì đấy cụ? Ô, cái thằng này mày không biết chữ à? Đây, Covilot. Đấy. Covilot. Xe Nga đấy, thằng Nga nó liên doanh với Liên Xô ra cái xe Covilot này. À thế à? Sao trông nó lạ thế cụ nhỉ? Ôi, chứng tỏ mày nói phép. Mày bảo mày sang Nga mà mày không biết cái xe Covilot. Con nói thật với cụ nhá, con đi suốt từ năm 80 nhá, cho đến năm 87 con mới về. Nhưng mà từ ngày đấy nhá, con chưa bao giờ con nhìn thấy cái xe Covilot này. Thì mày sang đấy mày cứ cắm đầu cắm cổ mà mày xây với tắt thì mày làm sao mày biết được cái xe này. Cụ ơi, cái xe này bây giờ chắc phụ tùng nó hiếm lắm cụ nhỉ. Ui thiêu chua rồi, lên chợ trời đây. Thế à? Thế nhưng mà là lạ thật ý, làm sao lại có cái xe này, cái xe này, tên thế này cụ nhỉ? Mày cứ thắc mắc làm gì? Mày nghe cái tức ông kể đây này. Thế nào cụ? Ngày xưa ấy, cái ông đi 2Z, ông đi xuất khẩu chuyên gia ở nước ngoài. Vâng. Sau đó về nước, ông ấy hành nghề luật sư tự xưng. À thế ạ? Đấy, không có văn phòng. Đấy. Và ông ấy lấy một cô vợ. Thì cái cô này, lúc mới lấy, là một người rất ngoan ngoãn, hiền lành. Chỉ là một con công chức bình thường thôi. Khi nó được đề bạt lên chức trưởng phòng, nó dở mặt, nó khốn nạn mấy ông này ngay. À thế đấy, nó bắt ông này chỉ ở nhà vá víu nấu nướng cơm nước lợn gạo. Đấy, và thậm chí những cái lúc nó vui, nó buồn là nó sẵn sàng nó vả ông này. Ôi thế, đấy. Thế ông ấy khổ quá nhỉ. Ông khổ quá. Nhà bác học thế mà đấy, khổ nhỉ. Đấy, những cái lúc mà ông buồn tủi cô đơn nhất thì ông sáng chế ra cái xe này và ông đặt tên nó là Covilot. À thế đấy, à. Đấy. Nhưng mà con vẫn đang băn khoăn là không hiểu tại sao ông ấy đặt tên cho cái xe này nó lại tên nó lạ thế ông nhỉ? Thì đấy, nó cũng giống như cái cuộc đời của cái ông đi 2Z ấy, cái cuộc đời thăng trầm khổ nhục ấy, là khổ vì cái lốt ấy. Bây giờ thì con đã hiểu rồi, khô vì lốt là khổ vì cái gì thôi. Vâng, được rồi. Vâng thế. Cụ ơi, cái xe của cụ nó bị làm sao hả cụ? Nó bị làm sao tao mà biết thì tao không nhờ đến cái mặt mày. Nó không nổ được. À nó không nổ cô. Nổ rồi cô ơi. Nổ rồi. Ôi con này máy vẫn ngon cô ạ. Máy vẫn ngon lắm. Ê, ở nhà tôi đây đạp máy nó không nổ. Đâu, cái bệnh cái xe của cụ ấy là nó không việc gì cả. Mà cụ quên chưa bật chìa khóa. À thế à, già cứ anh ngay ngắn. Thế mày bách tôi xuống để ông còn tập. Ôi dồi ôi. Bây giờ cụ mới đi tập xe á? Ui tôi chết. Sao? Cụ bây giờ cụ có tuổi rồi mà cái xe nó cành càng thế này. Cụ tập xe là nguy hiểm lắm. Cụ mà bây giờ đi cái xe này ngang với cụ đi tự tử à? Ôi giời, tao tự tử còn sướng hơn là tao sống cái cuộc đời tủi nhục như này. Thôi mày cho xe xuống đi, bây giờ tao không tập nữa. Tao phóng thẳng sang Quất Lâm. Quất Lâm bây giờ đang thể hội vui lắm. Sau đó ông còn tranh thủ sang Đồ Sơn. Ôi dồi ôi. Bây giờ cụ phóng đi Quất Lâm luôn này. Xong cụ chảy hội Quất Lâm xong rồi cụ sang Đồ Sơn Hải Phòng này. Ôi giời, mấy cái cụ đi hội tức là đi chơi chứ đi đâu mà cụ cứ phải sốt trình thế. Lấy cho làm sao thời gian mà đi chơi. Tao nói thẳng luôn nhá, tao đi đánh ghen đấy. Ô, cụ đi đánh ghen cơ? Cụ bà mất rồi thì cụ đi đánh ghen cho ai? Tao đi đánh ghen cho thằng con trai tao. Cái thằng khốn nạn, dâm phu dâm phụ, nó cò cưa kéo khử con vợ nó. Cụ đi đánh ghen cho cái anh con trai của cụ. Đúng rồi. Mà cụ ơi, con nói thật với cụ nhá, con chúa ghét cái trò đi ngoại tình đấy. Đúng rồi. Cụ mà đi đánh ghen là con ủng hộ cụ đấy. Đúng. Tao không được đi ngoại tình cho nên tao cũng rất là chúa ghét cái chuyện đi ngoại tình. Cụ biết không? Bây giờ nhá, thằng nào con nào nhá mà đi ngoại tình nhá, bây giờ nó người ta có quy định là phạt tù từ 3 đến 4 năm đấy cụ. Mày sắp 3 4 năm rồi đấy. Cái con đi ngoại tình nhưng mà đi tù 3 4 năm buồn cười đấy. Mày sắp và sẽ ngoại tình. Cụ yên tâm, con sợ đi tù lắm, con không ngoại tình đâu. Mày sợ à? Mày sợ mày phải chuối. Cụ cứ buồn cười thì con có ngoại tình với ai đâu mà. Thôi cụ ạ, bây giờ này, con rất ủng hộ cái chuyện là cụ đi đánh ghen. Nhá cụ nhá. Thì bây giờ này cụ chịu khó cụ ở đây cụ đợi con một tí. Thế con chạy đi đằng ngày độ tiếng, xong rồi con về con đưa cụ đi đánh ghen. Mày đi đâu? Dạ con đưa cô hàng xóm đi ra đằng này có tí việc. Cô hàng xóm luôn.
Vâng xóm à? Vâng. Tao biết rồi. Này thế mày với cô hàng xóm quan hệ thế nào? À quan hệ thì đây là hàng xóm láng giềng bạn bè thân thiết đấy cô. Thân thiết à? Tén nữa, tén nữa. Dạ. Tén nữa. Ui thế cô này hỏi con vướng vẩn. Không. Cái cánh đi Nga thì tao biết hết. Ừ, không, con không bao giờ thế đâu. Đây là cái chị hàng xóm là, gọi là quan hệ thân thiết thôi. À thế à? Con với chị chạy ra đây tí xong con về luôn. Thế hai đứa chúng mày đến chỗ nào? Dạ con ra ngay Trần Đăng Ninh đi thôi. Trần Đăng Ninh à? Vâng. Chờ tí. Mày vừa bảo là đến đâu nhỉ? Dạ Trần Đăng Ninh cô ạ. Trần Đăng Ninh à? Trần Đăng Ninh. Số mấy? Dạ số 55. Số 55. Tầng mấy? Dạ tầng 1 ạ. Tầng 1 à? Ừ. Ông cứ phải cẩn thận. Ghi vào đây cũng đi ra quần búa mất. Rồi. Thế bây giờ nhá. Cụ nhớ là cụ ngồi đây đợi con nhá. Đúng một tiếng con về luôn. Nhớ nhá. Vâng, vâng. Đi đi, hai đứa chúng mày cứ đi đi. Vâng, để ông trông hàng cho. Búa cái thằng lùn. Râm vụ. Chúng mày chết mày không? Ủa, 55 Trần Đăng Ninh. Đăng quá quá. Ôi trời. Cứ tưởng đang con quắc hắn ấy chỉ kinh doanh mỗi đồng hồ, bây giờ kinh doanh cả hotel. Nhìn hoa mắt trong mặt bây giờ chả biết chọn cái nào. Cô thấy cái đồng hồ của tôi hình dáng như thế nào cô Hương nhỉ? Ui dồi ôi bác, đồng hồ của bác không nhớ bác lại hỏi em. Mà cái hôm em đập đồng hồ ấy thì em điên quá thì em có để ý nó hình dáng như thế nào đâu. Thì bác xem ở đây có cái nào nó giống giống thế bác chọn đâu em. Thì chính tôi là chủ nhân của nó, tôi cũng chả nhớ cái hình dáng nó thế nào cả. Vì đồng hồ tôi thuê mà. Ôi gì bà. Thôi bây giờ này, thống nhất này nhá cô Hương nhá. Vâng. Tôi cứ chọn cái nào nó cứ phiến phiến thôi nhá. Phiến phiến thôi ạ. Ừ. Đây, chú cho anh xem cái đồng hồ kia. Đấy, cái trên đấy, đấy cái mặt nó lộ thiên ra đấy. Ừ. Đấy, cái đồng hồ đấy nó lạ này, mặt nó lộ thiên hết. Cái này đẹp quá bác ạ. Ừ. Cô xem cái này có được không? Quá được luôn. Em ơi, cái này giá bao nhiêu? Cái này giá là 255 triệu. Cái gì cơ? 255 triệu á? Ủa thôi được rồi, em cất đi cho nó trước. Bác Trọng ơi. Hả? Em nói thật với bác chứ, cái đồng hồ của bác nó có mười mấy triệu thôi. Bây giờ bác ra đây bác chọn cái đồng hồ đắt như này, em bán nhà bán cửa em đi tiền bác đâu. Ồ, khổ quá cô Hương ơi, thế là cô hiểu lầm tôi rồi. Cái ải đồng hồ của tôi có hơn 10 triệu, ai mà dám lấy cái đồng hồ hơn 250 triệu. Vâng. Thôi bây giờ thống nhất thế này cô Hương nhá. Vâng. Mình cứ phiến phiến đi. Vâng. Nhá. Vâng. Cứ độ 15 triệu đổ về. Cái em thấy ý kiến đấy là chuẩn đấy. Ừ. Này, em chọn cho anh cái loại đồng hồ nào mà nó cứ 15 triệu quay đầu. Đúng rồi. Vâng, anh chị xem dòng mắt phân tích của bên em. Ừ. Đây hả? Ôi dồi ôi, cô Hương ơi. Dạ. Cô tinh mắt, cô chọn giúp tôi một cái. Ở trên, em chọn bác không thích thì em làm thế nào? Tự vì là bây giờ tôi nhìn vào cái chỗ đồng hồ này, cái nào tôi cũng thích cả, cho nên bây giờ chẳng biết chọn cái nào. Ui gì, thôi được rồi, bác để em chọn cho. Ừ, cô chọn cho tôi đi. Ui dồi bác ơi. Hả? Em thấy cái này được đấy. Cái này được hả? Cái này được, bác thử em xem nào. Tôi thử lắp tay nhá. Đây cô thấy thế nào? Ui trời, em nói thật với bác chứ cái đồng hồ này nhá, nó sản xuất ra chỉ để dành cho bác thôi. Quá đẹp. Quá đẹp hả? Quá đẹp luôn. Thế thôi, quá đẹp thì quất luôn. Quất luôn. Rồi. Em ơi, cho chị cái này. Ờ. Cô Hương ơi. Dạ. Tôi có ý kiến với cô này nhá. Vâng. Tôi thấy thằng Thắng chồng cô ấy mà, nó lúc nào cũng đeo cái đồng hồ treo tường trên ngực thì nhìn nó tội nghiệp. Thôi thì dù sao thì nó cũng là chồng cô. Rồi thì cô theo tôi, cô nên mua cho nó một cái cho đào hoàng cô. Để ý nhá, em nói bác biết nhá. Đúng là hai bác chơi với nhau, thỉnh ra hiểu ý nhau thế. Em nói thật với bác này, em đang định như thế đấy. Ừ, anh đi muốn mua tặng ông một cái. Ui trời tốt để quá. Để dễ bể mà, sai bạc. Ừ đúng rồi. Em ơi, cho chị một đôi. Dạ vâng. Alo. Ừ, đúng rồi. Ừ, tôi tóm được hai đứa chúng nó rồi. Hai đứa nó đi vào cái khách sạn đồng hồ đang quăng quắc ấy. Ừ. Nhưng mà chúng nó không có làm gì nhau đâu. Này hình như là mình hiểu lầm rồi đấy ông à. Tôi sợ hiểu lầm rồi. Ôi. Ôi giời, con nhờ cụ trông hàng thì cụ ra đây làm cái gì? Ôi, cụ ơi. Đứng lại. Ông Thắng, ông làm trò gì thế này? Vợ cứ bình tĩnh đừng có đánh anh để anh còn trình bày. Ông Trọng ạ, thực sự đây chính là cái sự hiểu lầm luôn. Tôi hứa với ông là đây là một cái sơ suất cuối cùng trong cái sự nghiệp làm bạn đối với ông.
anh xin lỗi vợ. Đây là cho cái thằng Hoàng hắn ấy xúi giục anh chứ anh có ý định gì đâu, anh xin lỗi vợ. Thì ông Hoàng ông xui ông bỏ vợ thì ông bỏ ạ? Bỏ luôn.